Xin chào bác, hôm nay em xin chia sẻ với bác cái túi vải này thoát nước cực kỳ tốt, thì các bác có thể trồng hoa, trồng rau không sợ bị úng khi ở khu vực các bác có mùa mưa kéo dài. Đây, em xịt cho cái này. Đây nhá, rất nhiều nước này, nước máy bơm này. Nhưng chỉ một tí thôi. Đây một tí thôi là nó sẽ thoát hết nước. Nó thoát nước cực kỳ tốt, thì các bác nào ở khu vực các bác nào mà mùa mưa kéo dài ấy thì các bác dùng cái loại này để trồng hoa hoặc là trồng rau đều được các bác nhé. Đây em xịt. Vì nhiều khi là ở mùa mưa thì các bác trồng bằng trọng nhựa thì nó bị úng cây. Đây, nó bị úng cây làm cho cây thừa nước, cây chết. Đây mà thoát rất là tốt này, chỉ một tí thôi là nó thoát hết nước, làm cho cây không bị chết. Như nhà em đây trồng hoa hồng mà không dùng cái túi này là vài bữa nó bị đen thân thối rễ, là do nó thừa nước, nó không thoát được nước. Nên là từ khi em dùng cái túi này, đây nó thoát hết rồi các bác nhé. Từ khi em dùng cái túi này thì hoa hồng không bị chết do thừa nước nhé. Đây, em xịt vào đây chỉ một lúc thôi là nó ngấm hết các bác nhé. Đó. Thì các bác nào có nhu cầu liên hệ, nhu cầu mua cái túi vải thoát nước cực tốt này thì các bác liên hệ với em cho số điện thoại là 0375 524 180. Số điện thoại em dùng cả Zalo các bác nhé. Và các bác bình luận dưới video đều được ạ. Đây thoát nước thì các bác không phải lo, mùa mưa các bác kể cả mưa mấy nước thì cũng không sợ cây bị chết. Đây em tưới liên tục mà nó cứ ngấm hết luôn. Các bác có thể trồng các loại cây hoa hoặc là rau đều được nhé, trồng dưới đất hoặc là trồng trên sân thượng đều được. Đó, các bác đợi một lúc là nó sẽ thoát hết nước, không lo bị thừa nước. Mưa các bác cũng không sợ, mưa chết cỏ các bác cũng không sợ hết. Cái loại này thoát nước cực kỳ tốt, đó, nó thoát hết rồi. Đó, thoát rất là nhanh. Nhiều nơi là mưa rất là nhiều, mưa ngày này có ngày khác nên là phải dùng cái loại này các bạn. Nó rất là rẻ thôi, ví dụ như cái loại to này là loại 50 x 40, tức là rộng 50 cao 40 thì nó chỉ hơn 10.000 thôi, hơn chục nghìn thôi. Còn cái loại này nhỏ hơn thì nó chỉ tầm 10.000 một cái thôi. Còn cái loại đẹp xíu nó chỉ 5-7 nghìn thôi, cái loại tầm 20 x 20 chỉ 5-6 nghìn thôi. Nó tùy, ví dụ cỡ to thì to giá thì cao hơn chút, còn cỡ nhỏ thì nó rẻ hơn. Đó, đây nhà em trồng hoàn toàn bằng cái túi vải này. Đây vườn nhà em đây, em trồng hết bằng cái túi vải này các bác nhé. Nó thoát nước rất là tốt, mùa mưa không sợ bị cây chết. Các bác có thể trồng cả rau. Thì bên em có các loại túi vải này, các loại kích thước và các loại phân bón hữu cơ, các loại dụng cụ làm vườn, nhiều loại khác, nói chung là các loại vật tư để trồng cây bên em có đủ hết. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0375 524 180, số điện thoại em dùng ở Zalo các bác nhé. Cái túi vải này rất là hay, thì hiện tại ngoài Bắc đang nhiều người biết đến, đang phổ biến rồi, nhưng khu vực miền Trung, miền Nam thì vẫn còn ít người biết. Nên hôm nay em sẽ chia sẻ cho bác, nó thoát nước cực kỳ tốt. Bác nào trồng số lượng lớn và mùa mưa nhiều các bác nên dùng nhé. Em xin chào các bác.